Anh bếp trưởng ơi. Ơi. Anh có thể giúp em biến gói mì này thành một gói mì fancy được không? Zoom zoom bò sốt tiêu xanh. Fancy à? 5 sao nhá. Cùng thử thôi. Theo như mình biết thì gói mì này là cùng hãng với cả cái bánh gạo One One mà hay ăn bán đầy các siêu thị này. Bên trong sẽ có là một gói bột gia vị, một gói dầu hương bò và tất nhiên là mì rồi. Vậy mình sẽ làm món mì lạnh sốt matcha ăn kèm đó là bít tết sốt tiêu xanh nhá. Đầu tiên là đi làm sốt matcha với sự kết hợp của mayo, mật ong và bột trà xanh. Sốt này sẽ rất hợp với những món ăn lạnh bởi cái sự thanh mát của cái vị trà xanh. Thịt bò thì mình sẽ mang ướp cùng với cả gói bột gia vị để thấm một chút, sau đó là bắc chảo nóng lên cho bơ vào và áp chảo nó thôi. Phần mì thì sẽ mang trụng nước sôi nhanh để mì tơi ra, không cần quá chín đâu nhá, vì nếu mà sợi mì mềm quá thì nó sẽ khó tạo hình. Mì được cái là vớt ra ngâm nước đá ngay để sợi mì nguội và đanh lại. Mình sẽ chọn đề co theo kiểu ông một tí, chọn một chiếc đĩa trắng trơn này, cuộn mì vào đũa rồi đặt lên đĩa. Để tăng chút hương vị cho bò thì mình sẽ khò qua trước khi ăn rồi thêm phần gói sốt tiêu xanh cho mì lên thịt, để có thêm vài nhánh rau mầm, rồi quả ô liu, thêm vài chấm tương ớt bổ sung chút gam màu đỏ trong món ăn và ta-da, xong rồi. Nếu các bạn đang vội thì một tô mì nước cũng sẽ không làm các bạn thất vọng. Còn nếu các bạn rảnh hơn, yêu ẩm thực và đam mê sáng tạo thì một đĩa mì fine dining như thế này trông cũng rất là hấp dẫn. Để thưởng thức món ăn theo phong cách the fine dining này thì mình sẽ chọn một chiếc vest đồng màu. Sợi mì dai dai ăn cùng sốt matcha khá hợp miệng. Món này ăn cứ phải là sang lên, phải quý tộc lên cho nó đúng kiểu. Ok nhá.